Running late on a Wednesday, shortcut by the freeway. Locked eyes as you passed me, two hearts on a cold street. Looking back at the same time, I feel your warmth, did you feel mine? I get the urge but I can't speak, two hearts on a cold street. I know this sounds crazy, but this could be fate. When I'm thinking maybe that you feel it too. Tell me, are you busy? And tell me you can stay. Cause I'm thinking maybe. For you, I would travel to outer space. Take a bullet to the heart just to keep you safe. For you, anything for you. With you, the years just fade away. Like a dream in my arms, but I'm wide awake. With you, whenever I'm with you. Ain't it funny how the time flies? Now you're here as my wife. Remember how you met me? Two hearts on a cold street. Three kids in a big house. Can't believe we're here now. Your warmth has never left me. Two hearts on a cold street. And now it's not crazy. I told you it's fate. Remember that day as I lay here with you. Happy you weren't busy. I'm glad that you stayed. I still feel the same. Yeah. For you, I would travel to outer space. Take a bullet to the heart just to keep you safe. For you, anything for you. With you, all the years just fade away. Like a dream in my arms, but I'm wide awake. With you, whenever I'm with you. Two hearts on a cold street. Two hearts on a cold street. Two hearts on a cold street. Two hearts, just you and me. Now it's just you and me. For you, I'll travel to outer space. With you, all the years just fade away. For you, I would travel to outer space. Take a bullet to the heart just to keep you safe. For you, anything for you. With you, all the years just fade away. Like a dream in my arms, but I'm wide awake. With you, whenever I'm with you. Cause all of me
loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, how many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down, out and around, through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing. Gia đình bên cháu Quý Tú thì trước hết gia đình đàn trai chúng tôi bên cháu Tấn Khoa xin gửi lời chào đến gia đình của cháu Quý Tú. Và chúng tôi hôm nay đến đây trong cái lễ rước dâu này thì còn có ba mẹ của chú rể, cô hai bác Bảy và bác Sáu. Thì chúng tôi đến đây để cùng với gia đình chúng ta tổ chức cái lễ rước dâu này. Xin một lần nữa gửi đến tất cả quý vị lời chào thân ái của gia đình chúng tôi. Kính thưa quý vị, trong cái bữa lễ ngày hôm nay thì gia đình bên cháu Tấn Khoa có mang đến lễ vật và sính lễ dành cho cô dâu. Tôi có hai quả bánh, một quả trái cây, hai quả trà rượu và cuối cùng là cái quả trầu cao theo đúng cái truyền thống của ông bà của chúng ta. Chúng tôi xin kính trình và xin chủ nhân của gia đình mình cháu Quý Tú. Tôi cũng xin đại diện ở nhà đây, tôi là chú Sáu của cô dâu. Thì hôm nay gia đình chúng tôi rất là vinh hạnh đón tiếp gia đình đàn trai đến làm lễ rước dâu. Gia đình đàn gái gồm có đây là ba mẹ của cô dâu, chị thứ tư là thím tư của cô dâu, là thím sáu, cái là thím sáu của cô dâu, cuối cùng là chị của cô dâu. Thì trước hết là có đôi bông bông tai dành cho cô dâu, kế đó là một dây chuyền, một cái lắc và cái cặp nhẫn. Nhưng mà chúng tôi xin phép cặp nhẫn chúng ta không đeo ở đây, nhưng mà chút xíu nữa thì trong cái lễ hôn phối của hai cháu ở nhà thờ thì hai cháu sẽ trao cho nhau trước mặt của chúng ta và những người tham dự ở nhà thờ. Và cuối cùng là một món tiền mà chúng ta thường gọi là tiền thông dụng theo như cái cổ tục của ông bà chúng ta. Chúng tôi xin được phép trình và xin gia đình vui nhận. Tôi đại diện chấp nhận cái lễ này. Even when I lose, I'm winning.
I give you all of me, and you give me all of you. All your perfect imperfections. Give your all to me. Even when I lose and win, could I give you all of me? And you give me all. I give you all of me, and you give me all of you. Chú bé mình giờ không chớp mắt luôn. Heartbeat.
by my side. 'Cause every time we touch, every time we kiss, I reach for the sky. Can't you feel my heart beat so? I can't let you go. Want you in my life. Every time we touch, I get this feeling. Every time we kiss, I swear I could fly. Can't you feel my heart beat fast? I want this to last. Need you by my side. 'Cause every time we touch, I feel ecstatic. Every time we kiss, I reach for the sky. Can't you feel my heart beat fast? Kính thưa quý gia đình bên cháu Quy Tú, chúng tôi xin chào mừng quý vị đã đến với gia đình chúng tôi trong cái lễ thành hôn ngày hôm nay. Vỗ tay con bà con. Cái cuộc lễ được tiến hành một cách gọn ghẽ thì tôi xin được phép kính mời gia đình cùng chúng tôi. Chúng ta tuy không có cùng một tôn giáo với nhau, tuy nhiên quý gia đình đã quảng đại cho cháu Quy Tú đây gia nhập đạo Công giáo để cùng kết hôn với cháu Tấn Khoa của nhà này. Thì chúng tôi xin hết sức cảm ơn. Và chính vì lẽ đó thì chúng tôi biết rằng cả hai gia đình của chúng ta đều mong muốn cho cái cuộc hôn nhân này được tốt đẹp, được suôn sẻ, được bền bỉ. Và hai cháu luôn trung tín với nhau. Cho nên xin được phép kính mời quý gia đình cùng chúng tôi, chúng ta hướng về bàn thờ để dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện cho hai cháu trong cái ngày trọng đại này. Để cho nó giá lâu lâu. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thâm thiết hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao dồi cho đáng nỗi thánh đường. Yêu nhau vạn sự chẳng nề, dẫu trong chỗ lệch cũng kê cho bằng. Xin Chúa thương ban phúc lành cho giao ước của đôi tân hôn này. Xin cho họ khi đã thề hứa trung thành với nhau, biết bổ sung những khác biệt của nhau, hầu có thể làm cho cuộc sống của mình luôn an bình, hạnh phúc. Cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Xin Chúa ban nhiều hồng phúc trên cha mẹ của đôi tân hôn. Những người đã mang nặng đẻ đau, đã tần tảo lao nhọc cả đời, khi lo cho hạnh phúc của bản thân mình, không quên chăm sóc, ủi an, vâng lời cha mẹ, hầu cả gia đình đều được hạnh phúc trong ơn nghĩa Chúa. Chúng ta cùng nguyện xin. Xin Chúa nhắn lời chúng con. Nước có nguồn, ông bà có thể không phải là người trực tiếp nuôi dưỡng đôi trẻ, tuy nhiên luôn là chỗ dựa, là tấm gương mà con cái phải noi theo. Những người còn sống luôn được an lành, hạnh phúc trong tuổi già. Những người đã qua đời được về nơi an hưởng ngàn thu. Chúng ta cùng nguyện xin. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Dâng đôi tân hôn cho Đức Mẹ. Lạy Mẹ Maria, chúng con xin dâng đôi tân hôn này lên Mẹ. Xin Mẹ thương ủi an, nâng đỡ, chở che cho họ trên đường đời. Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Đồng Trinh, thương con chung ý hạ, chung ấm lòng, nhưng đời sống
bà con và tinh thần để nghi về tôn giáo tại gia đình đã kết thúc. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã cùng thông hiệp với chúng tôi trong cái ít phút cầu nguyện vừa qua. Và xin mời lên nước lên mời uống. Kính thưa hai họ, nhà trai và nhà gái, bà ngoại xin chúc cho hai con trăm năm hạnh phúc, có cần trợ giúp vui vẻ. Làm quà bán quầy cái tài, bán quầy cái tài là giúp nhân viên là thành phố trong đầu là đeo đeo con lấy cho Khoa. Bà ngoại đeo cho Khoa nghe, bà ngoại tặng Khoa con trong năm hạnh phúc vui vẻ nghe không? Dạ, cảm ơn bà. Đâu ra cái móc đồng thân. Con em nói vậy mà. Không đeo mới chứ vợ sớm về tặng lớn tuổi rồi. Cảm ơn bà. Cảm ơn con em. Chúc mừng. Chúc mừng cô ba đứng lại. Cảm ơn vô sao. Cảm ơn vô sao. Dạ, cảm ơn vô sao. Chúc mừng tụi con nhau. Phần tặng quà thì cũng đến đây là cũng đã chấm dứt. Thì thôi thì mình giờ cứ trong khi chờ đợi để xuống nhà thờ dự lễ thì chúng ta ăn bánh, có bánh, đem bánh lên. À, cũng có đôi lời nhắn nhủ với lại mấy cháu mà gửi gắm anh chị. Tôi đại diện cho anh chị như tôi, bé Khoa Khuê Tú, từ nhỏ ở sống với cha mẹ rồi ăn học và đi làm, bây giờ thì đã về làm dâu của anh chị rồi. Nếu mà bé cũng chưa có trong vấn đề mà kinh nghiệm cuộc sống như thế nào á thì anh chị có gì chăm chế và dạy dỗ giùm. Cảm ơn nhiều. Hai bạn đây để có ít lời về cái vấn đề mà gửi gắm này. Thực sự ra thì chúng ta biết rằng cái cuộc sống bây giờ hai cháu nó sẽ sống chung với nhau, rồi nó sẽ tự đào luyện với nhau. Có những cái gì mà nó gút mắt, có những cái gì mà nó hơi quan trọng hơn là hai gia đình của chúng ta hỗ trợ giúp đỡ để làm sao cho hai sống cháu nó có một cái cuộc sống tốt đẹp. Mà thí dụ nó còn khiếm khuyết cái gì thì từ từ rồi nó sẽ học hỏi rồi sẽ biết thôi, cho nên chúng ta cũng yên tâm cái phần này. I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight.
shares my dreams. I hope that someday we'll share our home. I found love. Ignacio Nguyễn Tấn Hoa và Catalina Hà Linh quê cũ thành phố với nhau. Chúng ta xin Chúa yêu thương chúc lành cho tình yêu của anh chị để anh chị mãi mãi chung thủy với nhau và chúng ta trở nên chứng nhân của tình yêu của Chúa trong cuộc sống hôm nay. Còn đặc biệt anh chị thân mến, hôm nay anh chị đến nhà thờ để xin Chúa chúc lành cho tình yêu của hộ của anh chị để qua đời sống hôn nhân và gia đình. Thầy nói lên về sự gắn kết chặt chẽ giữa Kitô đô và hội thánh để nhờ đó là cho anh chị sống mãi mãi yêu thương nhau và giúp nhau trong đời sống để giúp cho gia đình được sống hạnh phúc được sống đời này. Nói này với lời đất nhắc nhở mỗi người chúng ta và hy vọng đó là trang điểm cho chúng ta bước vào đời sống hôn nhân của gia đình. Oh.
giữ được con mãi đến cuối cuộc đời.
còn nếu như không có cơ sẻ bảy đối diện với những thách thức trong cuộc sống. Và không phải cũng mọi mỗi người rằng yêu thương mọi người như chính mình, và nếu nữa là như Đức Chúa Trời thương là và cũng mọi người gọi này là cuộc tổn chồng để yêu thương, để chăm sóc cho chồng và chồng để biết cảm ơn vợ vì sự yêu thương chăm sóc của người vợ và của người chồng. Cảm ơn Chúa bởi vì đã cho con đường lấy người chồng ưu ý con đường lấy người vợ đều là ưu ý của con, và xin cho chúng con được sống thoải mái suốt đời. Anh chị rất tình mến, anh chị cùng đến nhà thờ để muốn kết hôn với anh chị được Chúa phục phố bằng dấu linh thánh trước mặt người thân quy của hội thánh và cộng đoàn. Đức Chúa Trời đã đem ngay ban và tình yêu của phụ anh chị và dùng những đặc biệt mà làm cho anh chị nên phong phú và vững mạnh, giúp anh chị mà lại chuẩn bị với nhau và đảm nhận các vị cán bộ công nhân như những người đã dùng những thanh tẩy để biến anh chị. Bởi vậy trước mặt hội thánh anh chị có hỏi ý kiến anh chị về ý định của anh chị anh Diazioa và chị Catalina Cú, anh chị đã kết hôn với nhau, anh chị có nghĩ để phụ con thưa con? Anh chị có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa con. Thưa con. Khi đọc đời sống hôn nhân, anh chị sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau một ngày suốt đời không? Thưa con. Thưa con. Anh chị có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhận con cái mà Chúa sẽ đang ở đó từ chúng từ khi tôi còn thành không? Thưa con. Vậy bởi vì anh chị đã quyết định thiết lập một mối hôn nhân thánh thiện, anh chị hãy nắm tay nhau và nói lên sự tin tưởng của anh chị mà khi Chúa là hội thánh. Anh là Ignacio Nguyễn Tấn Khoa, nhà nghe Catalina Hà Nguyên Quê Tú làm vợ của anh và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em trong ngày sức khỏe anh. Em là Catalina Hà Nguyên Quê Tú, nhà anh Ignacio Nguyễn Tấn Khoa là chồng của em và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Chúa tỏ lòng chúng nhân hậu chú ý sự ứng dụng mà anh chị vừa tỏ bày trước mặt hội thánh, và xin Chúa cầu phúc lành của ngài cho anh chị sự nghiệp như Chúa đã kết hợp vào người con đường con đi nào các chư tôn Chúa tặng cho được chiếc nhẫn này mà anh chị sát cao lên nhau làm đó chị đi vào lòng chung thủy. Em Catalina Hà Nguyên Quê Tú xin em nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu yêu vào lòng thương thủy của anh, nên em trao vào con đường thân thành. Anh Ignacio Nguyễn Khoa xin em nhận chiếc nhẫn này dấu chỉ tình yêu vào lòng thương thủy của em, nên em trao vào trong những khi tôi đã ghi kết nhau với con, với Chúa, để nhân mà Chúa đã cứu
xe lưu chung vào đầu tiên với người và đầu người từ vinh quang với người trên trời đang ban tay và hai bên sông đầy điều mà quý đức khai thực hành. Xe nhắc nhở chúng con xin kể vì yêu của tình yêu Chúa, vì thế cùng với các tín đồ và còn đầy khen thân chúng con ca ngợi Chúa và con người chúng con. Thank you.
Kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be your girl, you'll be my man, and I see my future in your eyes. Well, baby, dark with you between my arms, barefoot on the grass while listening to our favorite song. When I saw you in that dress looking so beautiful, I don't deserve. Top of the stars, never thought we'd ever get this far. We live for moments like this, we come alive in moments like this. I try to take a breath, thoughts racing through my head. Try to capture it, but a picture can't hold what a heart is feeling. I just wanna stop the world from spinning, slow it all down for a minute so that I can take it in. I can take it in. Here we are, on top of the stars. Never thought we'd ever get this far. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Here we are, this is the time. Like this, come alive in moments like
Saturday morning, jumped out of bed, put on my best suit, got in my car, raced like a jet, all the way to you. Knocked on your door with heart in my hand to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. I'll never give you a blessing till the day I die. Tough luck, my friend, the answer is no. Why you gotta be so rude? And don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway, marry that girl. Marry you anyway, marry that girl. No matter what you say, marry that girl. We'll be a family. Why you gotta be so rude? I hate to do this, you leave no choice. Can't live without her. Love me or hate me, we will be both standing at that altar. Oh, we will. Vô cùng quý giá mà chúng ta được đón nhận trong cuộc sống, và tình yêu đó sẽ ngày càng hoàn thiện hơn khi được khoác lên mình chiếc áo vừa vặn của hôn nhân. Và chỉ trong ít phút nữa thôi, cô dâu và chú rể sẽ cùng nhau xuất hiện trên sân khấu này để gặp gỡ toàn thể quý vị và đánh dấu khoảnh khắc gắn kết trọng đại của cuộc đời mình. Trước hết xin mời quý vị hãy cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn và hướng mắt về phía cuối sảnh tiệc để chào đón những cô dâu phụ rể trong buổi tiệc ngày hôm nay. Thank you.
gửi đến quý vị lời chào mừng trân trọng. Và trong giờ phút hạnh phúc này đây thì ông Út của chú rể sẽ có đôi lời phát biểu muốn gửi đến tất cả quý vị. Xin trân trọng kính mời ông. Tôi xin được phép thay mặt cho hai gia đình gửi đến tất cả quý bà con cô bác, thân bằng quyến thuộc, các thân hữu của hai gia đình lời chào trân trọng của gia đình chúng tôi. Và kính thưa quý vị, sự hiện diện của tất cả quý vị hôm nay nói lên cái tình cảm mà quý vị đã dành cho hai gia đình của chúng tôi. Còn sâu xa hơn là sự động viên và cái lời chúc tốt đẹp nhất cho hai cháu Tấn Khoa và Huy Tú. Chính sự hiện diện này là cái niềm an ủi, là cái sự khích lệ to lớn trong cái bước đường hôn nhân mà hai cháu sắp bước đi. Chúng tôi một lần nữa xin hết sức cảm ơn vì sự hiện diện quý báu này. Chúng tôi cũng xin quý vị bỏ qua cho chúng tôi tất cả những thiếu sót trong sự đón tiếp cũng như phục vụ trong ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng không quên cảm ơn ban giám đốc nhà hàng White Palace, tất cả các anh chị em phục vụ, người hướng dẫn chương trình, các anh chị em trong ban khánh tiết tiếp tân, các anh chị em âm thanh ánh sáng, nói chung tất cả những người đã cộng tác với hai gia đình của chúng tôi để làm nên sự thành công cho buổi tiệc ngày hôm nay. Và một lần nữa, với tất cả sự trân trọng của hai gia đình, chúng tôi mong rằng quý vị sẽ hài lòng trong cái bữa tiệc ngày hôm nay. Xin hết sức cảm ơn. Xin được cảm ơn những lời phát biểu hết sức chân thành đến từ phía đại diện hai bên gia đình. Và bây giờ xin mời cô dâu chú rể sẽ cùng dâng những ly rượu mừng đến với bố mẹ hai bên gia đình để thay cho lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Nâng ly thật cao để chúc mừng cho niềm vui, niềm hạnh phúc của cô dâu và chú rể. Nào xin mời quý vị, 1, 2, 3.
that red velvet, I want that sugar sweet. Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games, you don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit, no makeup on, that's my sugar. Sự tất cả quý vị ngày hôm nay chính là những món quà vô cùng đặc biệt đã dành tặng cho ngày trọng đại, những hạnh phúc ý nghĩa nhất cho cuộc đời của Phong và Tú trong ngày hôm nay. Và có thể cho toàn thể xin phép được hưởng những tràng vỗ tay của tất cả quý vị một lần nữa như lời cảm ơn gửi đến tất cả quý vị được không ạ? Trước phim từ thời đi học và ngày hôm nay trong giây phút này sẽ là một món quà được thước phim được tạo nên bởi Khoa cũng như là Tú cũng như là tình cảm của những người thân thương, những người bạn thân thiết của Khoa và Tú trong giây phút này, đó là thước phim hạnh phúc. Và ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng hướng sự chú ý về phía khu vực sân khấu, cùng đón nhận một món quà vô cùng đặc biệt đến từ Khoa và Tú. Xin mời. What would I do without your smile now? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning. No. Pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm your magical mystery ride, and I'm so busy. Don't know what I'm hitting, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're breathing out. Give your all to me. I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose a win, could I give you all of me? You give me all of you. Oh, God, I like you. Xin chào tất cả những bạn thân thiết của Phong và Tú, chúng ta cùng lên sân khấu, cùng nhảy chung với Phong và Tú trong giây phút này được không ạ? Hey, anh có Tú đâu rồi?
Trong ngày hạnh phúc và ý nghĩa nhất cuộc đời mình chắc có lẽ là với rất là nhiều những tình cảm trong ngày hôm nay. Thì Khoa và Tú có rất là nhiều những cảm xúc. Trước tiên là có thể là do Khoa và Tú hay là người muốn chia sẻ với lời cảm ơn đến với những người thân thương của mình trong ngày hôm nay không? Sau đó là đến phần chia sẻ của những người bạn của Khoa và Tú. Khoa, ok. Con cảm ơn hết mọi người đã đến tham dự đám cưới của Khoa và Tú. Gọi là dành thời gian hôm nay là một ngày lễ, mọi người dành thời gian lễ đấy chúc cô thằng con với lại thằng con rất là vinh dự, xin cảm ơn tất cả mọi người. Và tôi rất nhiều, và tiếp theo là sẽ một phần đặc biệt đến từ sự chia sẻ của những người bạn thân thiết của Khoa và Tú. Có lẽ là xin mời Tony và Linda là cặp đôi đó. Ok, xin mời hai bạn chia sẻ nha. And this whole time that I've known Paul, I knew that I wanted him to meet someone that would ground him and help him grow as a person and also teach him a lot of things. And just what Paul tells me about food, he says that he teaches him so much and teaches him how to be understanding and empathetic and kind, and she's done so much in such a short amount of time. But I'm so thankful for you. And I'm so happy that I met you and Paul met you, and I know you both will be very happy together. And I can speak for all of our friends in Seattle that we're so happy for Paul, and this is such a beautiful wedding. Yes. And thank you for having me. Thank you so much. Okay. And he has a few words for you. Well, I have one thing. I'm happy that you've come so much in a while. Thank you so much, you guys. Thank you, Tony. Thank you, Linda. Và còn bên nhà đại cô chú rể có ai muốn chia sẻ nữa không ạ? Có ai muốn không? Khoa. Ok, vậy thì mời bên bạn của Tú nha. Xin mời Lâm Nhi. Ok, xin mời Lâm Nhi nha. Dạ, em xin chào mọi người, em là bạn Cái Tú. Thì người ta có cái câu là hôn nhân là một cú tiểu huyết mà hai nhân vật chính là chết từ trên đầu. Nhưng mà khi mà anh Khoa, những cái cách anh Khoa chăm sóc Tú từ sáng tới giờ, trong cái quá trình mà em biết Khoa và Tú, nhìn ánh mắt anh Khoa nhìn Tú thì em biết là hai người hẹn với nhau. Và em không bao giờ nghĩ là hôm nay là cái ngày Tú lấy chồng, bởi vì Tú rất là khi là cuối cùng thì Tú cũng tìm được một người rất là thích hợp cho mình. Thì hôm nay nhìn Tú ở ngoài như vậy thôi. Nhưng mà cái tên mà em đặt cho Tú ở trên Facebook đó là con bánh kèo. Nghĩa là Tú
tối thì cũng rất là yếu đuối và thường mình đi chở những người con gái xe và hy vọng là anh sẽ che chở yêu thương và bảo vệ con bú của người em. Cảm ơn anh rất là nhiều. Nghe rất nhiều, bạn thân thiết bao nhiêu lâu rồi? Bao nhiêu lâu rồi? Dạ, cũng 10 năm rồi. Và kỷ niệm lần đầu tiên gặp tú là hai đứa đủ nhau. 10 năm, bây giờ mà thầy cô nghe cái vụ chúc hồi cô buồn lắm nha. Thân thiết quá rồi, cảm ơn Nhi rất nhiều. Thank you everybody. Yeah. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Mọi người có thể chờ, anh muốn chia sẻ. Yeah. Hello everyone, I'm Paul's brother here. Looking good. Hello, family, friends. I'm very happy for my brother. He said he was getting married. I was a little worried, but now I meet his wife, and I'm very happy for him. And welcome to his family, and I wish the best of all for you. Thank you, sir. Okay. Thank you, everybody. Thank you, everybody. Cảm ơn mọi người rất nhiều nhé. Và xin mời Tú Hoa chúng ta ở lại nghe bài thân thương về thân thiết của Hoa và Tú. Và trong giây phút này chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục kiến tạo ra thật nhiều những thước phim, những kỷ niệm cùng với nhau qua một phần mini game được mang tên là siêu game. Và trò chơi này sẽ diễn ra như thế nào thì ngay bây giờ xin mời những người thân thương, những người bạn thân thiết của Hoa và Tú, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục hướng nhìn của mình về phía khu vực sân khấu để theo dõi trong giây phút này. Xin dành cho cả hai như sau. Trong hai người này, Tú và Hoa, cả nhà mình nghĩ rằng ai là người hài hước hơn? Từ từ nha, chưa hỏi chưa đến nha. Ai là người hài hước hơn nha? Tú và Khoa chuẩn bị nhanh. 3, 2, 1, giơ. Rồi xong. Nhìn nhau đi, nhìn nhau đi. Rồi nhìn nhau, rồi chớp mắt luôn. Tú đưa ra đáp án là hài hước hơn. Khoa là hài hước hơn. Rồi bây giờ đi hỏi một vấn đề. Có những lúc nào mà Tú cảm thấy rằng là giữa Tú đi, Tú cảm thấy là Tú hài hước ở những điểm nào? Đầu tiên là mình hỏi bản thân mình trước đã. Tự nhiên hay nói nhảm luôn hả? Cái này là tự thú luôn nha, không ai hỏi gì nhé. Rồi, về vậy thì Tú có những cái khoảnh khắc nào mà mình thấy là Hoa, Hoa rất là hài hước không? Đó. Khoảnh khắc nào mà Tú nhớ nhất trong giai đoạn mà cả hai yêu nhau? Có cảnh hoài trọng điểm quá. Thì mình tất cả anh Hoàng tôi sửa. Anh hãy cố gắng chồng em thì cái kiểu như rất là thuyết phục quá, thì nên em cảm thấy là hài hước thì chị nhìn. Ok, một chàng trai khi mà thấy bạn gái mình giận là tất nhiên là sung nước, bởi vì mọi cách để làm cho bạn gái mình vui hoa chứ đúng không? Hoa hay quá. Rồi Hoa ơi, bây giờ hỏi tự cái này là tự nói nha, cái này là tự mình nói, mình nghĩ luôn. Hoa cảm thấy mình hài hước nhất ở điểm nào? I feel more growth. Hả? Là sao bây giờ chúng ta bị chuyển sang tiếng Anh luôn rồi? Chuyển hài nhiều hơn. À, Khoa là kể chuyện hài nhiều hơn. Và Khoa lớn, Khoa cảm thấy rằng là với Tú có những khoảnh khắc nào mà Tú hài hước trong giai đoạn cả hai cùng nhau? Được không? Hữu nói rất chậm, Hữu nói tiếng Việt chậm lắm luôn. Hữu nói tiếng Việt chậm hơn một chút nữa nè. Khoa cảm thấy Tú hài hước ở những điểm nào? Cũng câu chuyện cũng cười. Không có gì nói câu chuyện cười. Là Tú cũng hay nói chuyện cười, là cái hai nói chuyện cười xong cười với nhau vậy hả? Trời ơi, cái hai cặp thì vui quá vậy. Tự nhiên kể chuyện cười nói với nhau luôn à. Dạ rồi, đó là câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên, xin chia buồn cả hai. Sai câu đầu tiên nha, chưa có điểm cộng nào. Câu hỏi số 2, hy vọng lần này cả hai sẽ đúng ha. Rồi, một trong hai người này, cả nhà mình nghĩ rằng giữa Tú và Khoa, ai là người tiêu tiền nhiều hơn? Giữa Khoa và Tú, trong hai người này ai sẽ là người tiêu tiền nhiều hơn? 3, 2, 1, dơ! Ủa sao dơ, dơ là dơ chứ khóa luôn với cái bà bản lĩ vậy? Rồi, hay quá, ai xin chúc mừng những thành viên này, chọn Tú là người trả lời chính xác ạ. Mọi thứ đều có cái khả năng chi trả mình xứng đáng đúng không? Mình mua phải có quyết định lý do tại sao mình mua thì gì? Bây giờ là mình minh bạch luôn đi, mình minh bạch luôn tất cả mọi người cùng nghe ha. Kiểu như là thường thường là Tú sẽ chi tiền khoản tiền như thế nào? À, khi mà đi chơi thì phải thoải mái hơn, em thường nhé để phải thoải mái hơn. Còn Khoa thì cảm thấy là nó đi chơi không có quần áo gì ra, nó tiền nhiều, em nghĩ cảm thấy nhiều hơn. Đây cái đó là những cái khoản tiền hơn đó.
đó là những khoản chi tiêu chính đáng đúng không? Làm việc cho bản thân mình mà. Ok, rồi tiếp tục câu hỏi tiếp theo để dành cho cặp đôi ngày hôm nay. Giữa Khoa và Tú, nhà mình nghĩ rằng trong hai người này, ai là người tỏ tình đầu tiên ạ? Trong một câu chuyện tình yêu mà các hai biết nên, chúng ta sẽ cùng nhau xem thử. Giữa Khoa và Tú, ai là người tỏ tình đầu tiên trong câu chuyện tình yêu này nha. 3, 2, 1. Yeah! Tú là người, Khoa là người tỏ tình đầu tiên. Giờ để hỏi thử cái Khoa như thế nào. Khoa ơi, Khoa có nhớ cái giai đoạn mà Khoa tỏ tình với Tú là ở đâu không? Đó. Khoa có thể kể cho Hữu và tất cả mọi người cùng nghe một chút về cái giai đoạn mà Khoa tỏ tình với Tú hả? Ngày đó đi đi chơi coi căn nhà, xong rồi ngồi xuống ở xe, xong rồi nói với Tú là chưa bây giờ thích người nhiều như vậy, một người nhiều như vậy. Tỏ tình cái gì vậy luôn hả? Rồi lúc đó Tú ơi, lúc đó là Tú đồng ý luôn hay là có lưỡng lự gì không? Lúc đó chỉ là tỏ tình thôi, em không nói gì đâu. Lúc đó đồng ý chưa? Chưa, lúc đó đồng ý, lúc đó tỏ tình thôi. Suy nghĩ bao lâu mới đưa ra quyết định? Hai tuần thôi rồi, trước khi em đi về Mỹ. Ok, dễ thương quá, tức là thường thường người ta yêu nhau á, rất là ngại cái việc mà chúng ta hiểu đi, dành cho các hai hiểu nhau hơn. Giữa Khoa và Tú, giữa Khoa và Tú, cả nhà mình nghĩ rằng trong hai người này, ai là nóc nhà, ai nghĩ Khoa là nóc nhà mình giơ tay được không ạ? Thế nào nha, giữa Khoa và Tú, ai sẽ là nóc nhà? Ai sẽ là nóc nhà nha? Khoa hiểu nóc nhà là gì không? Khoa hiểu đúng không? Ok, 3, 2, 1. Rồi, ok, đúng rồi, cái câu trả lời tất cả mọi người thân mến, chúng ta thấy được là một thằng Tú là nóc nhà. Cái việc mà chúng ta nghĩ rằng là một người phụ nữ đằng sau bóng dáng của một người đàn ông thành công chắc chắn là có một người phụ nữ, một người phụ nữ tuyệt vời. Và cặp đôi ngày hôm nay đến giờ trả lời được 3 câu hỏi của Hữu rất là tuyệt vời trong ngày hôm nay, và cũng như là thấy được tình cảm của các hai đã trải qua rất nhiều những giai đoạn, những khó khăn, những sự trông trên, nhưng mà thật tuyệt vời khi ngày hôm nay các hai đã có một cái thước rất trọng vẹn trước sự thiên kiến của những người thân thương, những người bạn thân thiết của Khoa và Tú. Và vậy là cái câu hỏi cuối cùng vừa rồi cũng đã hoàn tất mini game để hiểu ý nhau hơn của Khoa và Tú. Cảm ơn Khoa và Tú rất nhiều nha. Rồi. It's a beautiful